các vị hương thân, thưa các vị hương thân phụ lão. Chính người này nè, chính người này hại chết nguyên phối của lão già ta. Hương thân nhìn đi, bây giờ tên này vẫn còn sống sờ sờ, đúng là không có thiên lý mà. Đúng vậy, không phải ta, không phải ta, ta không có. Ngươi còn chối nữa, ngươi cũng chết mười mấy năm rồi, chỉ còn lại bộ xương thôi mà ngươi còn dám nói dối, đúng là không sợ bị thiên lôi đánh. Tôn Đại Trung, sự thật là vậy. Ngươi nói không có, nhưng mà phu nhân ta chết như thế nào hả? Ngươi nói đi, phu nhân ta chết như thế nào? Ta, ngươi nói đi chứ. Chuyện này là sao? Ai ai cũng nghe nói Công Tôn tiên sinh bên cạnh Bao đại nhân là người không có chuyện gì mà không biết. Vậy ngươi giải thích đi, đại tỷ chết như thế nào hả? Ngươi mau nói đi. Nói. Chính bởi vì chuyện này có rất nhiều nghi điểm nên ta mới đến đây điều tra rõ ràng. Không cần điều tra nữa, là ngươi hại chết đại tỷ. Bà đừng có ở đây ngẫm máu phun người. Tất cả nghe ta nói, các hương thân ơi, mọi người hãy nghe khẩu khí nói chuyện của hắn đi. Ngươi tưởng bây giờ ngươi có quyền có thế thì có thể một tay che trời sao? Tôn Đại Trung, ta, ngươi đừng tưởng rằng có Bao đại nhân chống lưng cho ngươi thì ngươi có thể làm đủ chuyện xấu. Dương gia nhất định làm chủ cho ta thôi. Ta, ngươi là người thấy chết mà không cứu, hại chết đại tỷ ta, ngươi còn dám tới đây diễn võ dương oai, ngươi có còn là người không? Ngươi đúng là đáng chết. Đừng kích động, mọi người đừng kích động. Ta đến chỉ muốn hỏi mấy câu, tìm ra nguyên nhân cái chết của Chu phu nhân để có lời giải thích với mọi người. Cái gì mà có lời giải thích với mọi người chứ? Ta thấy hả, ngươi chỉ là tới đây làm bộ làm tịch, chủ yếu làm cho Dương gia coi thôi. Con người của ngươi đúng là nham hiểm độc ác, sống không có đức mà. Đừng vậy mà, đừng vậy mà, hãy nghe ta nói. Ngươi đừng nói nữa, ngươi trả mạng thê tử cho ta. Hãy trả mạng thê tử cho ta. Nè nè, đừng vậy mà, đừng vậy mà. Trả mạng thê tử cho ta. Có gì từ từ nói. Trả mạng thê tử cho ta. Các chị, xin bình tĩnh. Đánh đi, đánh đi. Các chị, đừng công bằng quá. Các chị hiểu thôi. Hôm nay, chúng ta phải cho hắn một bài học. Nếu không hả, người ta còn tưởng quyền bảo là chúng ta dễ ăn hiếp nữa. Nè nè, đừng làm càng. Bình tĩnh đi. Dừng tay. Triển hộ vệ. Công Tôn tiên sinh, để thuộc hạ xử lý. Quyền bảo lại là một nơi có pháp trị, tại sao mọi người tụ tập gây sự chứ? Triển đại nhân, quan cho ta quá, là tên này tới tận nhà, tiểu dân vì tức quá mới tranh cãi với hắn, xin Triển đại nhân minh xét. Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi không dám dối gạt Triển đại nhân. Ta chỉ là phát hiện vụ án của Chu phu nhân có vấn đề nên cố tình đến đây xem sao, không phải đến đây kiếm chuyện như họ đã nói. Công Tôn tiên sinh có phát hiện gì không? Ta nghi ngờ Chu phu nhân không phải mắc chứng bệnh quái lạ gì, mà là vì hết bột chì trong thời gian dài nên mới dẫn tới tử vong. Cho hỏi chỗ này có mỏ khoáng không? Không có, hắn nói lời nhảm nhí thôi à. Đúng vậy Triển đại nhân nghĩ đi, hắn là người của huyện Bảo Lai, làm gì có chuyện hắn không biết chứ. Chính vì nơi này không có mỏ khoáng cho nên ta mới đến điều tra xem Chu phu nhân sinh thời qua lại với ai, hy vọng có thể tìm ra được manh mối trong đó. Công Tôn tiên sinh có thu hoạch gì không? Chu phu nhân xuất thân gia đình phú thương, không có chút dính dáng gì với mỏ khoáng hết. Triển đại nhân, đây là chính tai đại nhân nghe thấy. Trong bụng thê tử ta làm gì có cục chì nào? Đây là do hắn ta chối tội, muốn vu khống người khác thôi. Các vị hương thân, các vị còn đứng đi làm gì? Sao không mau quỳ xuống xin Triển đại nhân về bẩm lại với Bao đại nhân, trả cho chúng ta một sự công bằng. Đúng rồi, quỳ xuống, quỳ xuống đi. Triển đại nhân, xin hãy kêu oan giùm chúng tôi. Triển đại nhân, các vị hương thân kêu oan giùm chúng tôi. Các vị hương thân, các vị hương thân, Bao đại nhân công chính liêm minh, tuyệt đối sẽ không làm việc riêng tư. Dương tử phạm pháp cũng xử tội như dân thường. Điều Bao đại nhân chú trọng là công bằng chính nghĩa của bá tánh thiên hạ. Nếu như có bằng chứng, ngài ấy quyết không bao che. Xin các vị hương thân yên tâm, Bao đại nhân nhất định sẽ xử theo công lý. Các vị mau đứng dậy đi, đừng có ở đây gây rối vô cớ nữa. Đừng có vô cớ gây rối, tất cả về nhà đi nha. Được rồi, mọi người mau về nhà đi. Mau lên, về nhà đi. Đi về đi. Cáo từ. Tôn Đại Trung, ngươi đừng quên, Dương gia và Bao đại nhân có giao ước 3 ngày, ta coi ngươi có thể giở trò gì nữa đây. Ngươi đợi gặp quả báo đi. Sao Công Tôn tiên sinh không đến bàn bạc với bổn phủ trước, sau đó mới đến Chu gia điều tra thế nào hả? Chu gia luôn dẫn cái chém thước vào Công Tôn tiên sinh, ông một mình đến đó làm vậy quả thật khinh suất quá rồi. Nếu như lỡ xảy ra chuyện gì, chỉ gây thêm điều đáng tiếc mà thôi. Đa tạ đại nhân quan tâm. Vì một vụ án năm xưa của học trò ảnh hưởng đến thanh danh của đại nhân, trong lòng học trò thấy ai nấy vô cùng. Chỉ hy vọng có thể sớm ngày kết án, tránh làm cho đại nhân phải khó xử. Khoan hãy vào.
Công tôn tiên sinh đã theo bổn phủ nhiều năm, có tội bổn phủ tự sẽ xử lý theo việc công để bảo vệ kỷ cương. Nhưng mà nếu như tiên sinh bị quan, bổn phủ cũng tuyệt đối không làm lơ, mặc cho người khác vu tội công tôn tiên sinh một cách ngang ngược. Học trò lo lắng công lý chính nghĩa mà đại nhân kiên trì sẽ bị ảnh hưởng hiểu lầm vì vụ án của học trò. Nếu đúng như vậy thì học trò có chết cũng khó mà thoái thác sai lầm. Có công hay có tội trong sự việc này bổn phủ tự có gánh vác. Việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải sớm ngày phá vụ án này. Công tôn tiên sinh đã biết huyện Bảo Lai không có mỏ khoáng, tại sao chỉ trong một đêm đột nhiên nghĩ ra cái chết của Chu phu nhân có liên quan tới mỏ khoáng như vậy? Học trò chỉ là chợt nảy ra suy nghĩ này. Có thật như vậy không? Thủ vệ đến báo vào tối hôm qua có một phụ nhân kiên quyết đòi gặp công tôn tiên sinh. Vậy người đến là ai? Có phải có liên quan gì với vụ án này không? Chỉ là người quen cũ, không liên quan tới vụ án này. Mong đại nhân đừng suy đoán gì thêm nữa. Người này, thôi bỏ đi. Thời gian Dương gia quy định cũng không còn nhiều, không nên xin thêm chuyện khác nữa. Lúc nãy công tôn tiên sinh đã hoảng hốt rồi, ông về phòng chải đầu rửa mặt nghỉ ngơi đi. Học trò không sao. Đừng có cố gượng nữa, nghỉ ngơi cho khỏe. Trước giờ ngọ đến huyện nha nghiên cứu tình hình vụ án. Bổn phủ không tin tập trung sức mạnh của chúng ta vẫn không trả được sự trong sạch cho tiên sinh. Đa tạ đại nhân. Công tôn tiên sinh, có người tìm ông nè. Đại sư huynh, ta không gạt ngươi chứ hả? Công tôn tiên sinh gian danh tiên hạ, nhìn thấy ta cũng phải gọi tiên sư huynh kìa. Đại trúng à. Đại sư huynh đến đây tìm ta có chuyện gì không? Trời, tất nhiên có chuyện rồi. Mới sáng sớm ta nghe nói người của Chu gia tụ tập gây sự, làm đến đệ lâu thôi lết hết. Ta vừa nghe thì lật đật chạy đến đây tìm đệ. Tiếc là ta đến trễ bước, đám đó cậy đồng hiếp người đó thôi hà. Nè, đệ có làm sao không vậy? Hay trời ơi, nhìn đệ kìa, tóc tay bù xù, cái đám người đó đáng ghét quá trời. Ta mà gặp được họ ha, ta quyết không tha cho tên nào. Ta là sư huynh của đệ mà, nhất định lấy lại công bằng cho đệ. Yên tâm đi. Đại sư huynh, huynh đừng kích động, nhìn vào hơi lượm thượm thôi, không có gì hết. Ê, không được không được nghe, cái đám người đó đệ có lý nữa cũng vô ích à. Đệ là một thư sinh yếu đuối, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Không có người bên cạnh của đệ á, vậy không có được đâu à nghe. Đại sư huynh, huynh không cần lo lắng. Tất cả mọi người trong phủ, ngoài Triển hộ vệ và bọn họ ra, còn có rất nhiều quan sai. Cho dù có người có ý đồ xấu đi nữa cũng không hại ta được đâu. Trời ơi, đệ không thể nói vậy được. Dù có nhiều quan sai thì cũng là người ngoài, đâu có đáng tin bằng người thân bên cạnh của mình chứ, đúng không? Ý của đại sư huynh là ta muốn đệ nói với Bao Thành Thiên cho ta làm chức quan nhỏ xíu thôi cũng được. Ta có rất nhiều người quen, nhất định sẽ giúp đệ kết thúc vụ án của Chu gia, tiện thể làm bảo tiêu thân cận của đệ, vậy tốt quá trời. Không được. Sao không được vậy? Bản thân ta không có công danh nào hết. Chức sư gia này của ta là do Bao đại nhân phá lệ bổ nhiệm cho ta. Ta không có tư cách tiến cử bất cứ ai vào Khai Phong phủ làm quan. Trời ơi, để nói mấy lời này khiêm tốn quá trời. Lúc nãy ta nhìn thấy rõ nghe, sự yêu mến của Bao đại nhân đối với đệ. Bây giờ Bao đại nhân rất tin tưởng đệ, ta tin chỉ cần đệ lên tiếng, Bao đại nhân nhất định không từ chối đâu. Không, đại nhân yêu mến ta đó là một chuyện, ta có nên mượn đó dùng với ý đồ riêng không lại là chuyện khác nữa. Ta không thể tiến cử lung tung được, bằng không sẽ phụ lòng kỳ vọng của đại nhân. Ê ê, đệ nói câu này có ý gì đây? Để nói gì tiến cử lung tung hả? Để xem ta là người vô dụng không biết cái gì ha sao? Không, đại sư huynh, huynh đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý đó. Không có ý đó? Bây giờ để trở thành người thân cận của Bao đại nhân thì tưởng mình giỏi lắm, xem thường bạn hữu cũ như ta đúng không? Thật sự không có ý này. Ta chỉ mong là việc riêng đừng ảnh hưởng việc công, làm đại nhân khó xử. Để đó nghe hay quá. Trước kia khi còn ở tiệm thuốc là để xem thường ta rồi, chưa bao giờ coi ta là đại sư huynh của đệ đúng không? Đại sư huynh, huynh đừng nổi giận, đệ không có thật mà. Huynh đừng kích động quá. Đừng đụng vào ta. Đệ không nhận sư huynh đây thì không cần. Ai nói ta không nhận chứ? Được, vậy ta hỏi đệ,
Bây giờ đệ là một sư gia có quyền có thế, tiến cử ta làm quan nhỏ, vậy cũng quá đáng sao? Đệ nói đi, nói đi, quá đáng không? Nói đi. Thôi được rồi, được rồi, không có chuyện gì hết. Thả quần ấy, thả quần ấy ra. Đại sư huynh, với tình sư huynh đệ chúng ta, dù là chuyện gì ta cũng có thể giúp. Di chuyển có chuyện này ta khó làm theo được, mong huynh thông cảm. Đâu rồi, không giúp thì thôi, ta không cần. Sư phụ đúng là nhìn lầm người rồi. Trước kia sư phụ ở trước mặt người ta luôn khen Đại Trung thông minh lanh lợi, con người hiền hậu, có tình có nghĩa. Ta thấy thật chất sư phụ bị lừa rồi. Để ta nhẫn tâm như vậy đúng là có lỗi với vong hồn của sư phụ mà. Đại sư huynh, huynh khoan kích động đã, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Muội nói xem, năm xưa ba chúng ta ở trong tiệm thuốc đồng cam cộng khổ, cùng nhau làm việc, cùng nhau làm biến, cùng nhau bị phụ thân của muội la. Tình cảm của ba chúng ta có đủ thân không? Tất nhiên là đủ thân rồi. Vậy ta đi nhờ đệ ấy giúp ta, đệ ấy có nên giúp ta không? Huynh xin tiền huynh ấy sao? Trời ơi, muốn nói kỳ vậy, ta là loại người đó sao? Huynh đừng nổi giận, ta không có ý gì khác. Ta chỉ là nhờ đệ ấy ở trước mặt bao đại nhân nói giúp ta mấy câu tốt, cho ta làm chức quan nhỏ, cho biết với người ta, bộ vậy cũng sai hay sao? Đại sư huynh, huynh ấy chỉ là một gia sư, ta nghĩ huynh ấy có chỗ khó của mình. Trời ơi, sao muội cũng giống Tôn Đại Trung đó quá vậy? Với quan hệ của hai người họ, chỉ cần để ấy lên tiếng, ta không tin bao đại nhân từ chối đâu. Nè Thúy Anh, muội không phải luôn khích lệ ta, kêu ta kiếm một việc đàng hoàng làm hay sao? Đúng là muội hy vọng như vậy. Nó bây giờ có cơ hội xuất hiện rồi, ta phải tranh thủ thể hiện thật tốt chứ. Muội nhất định phải giúp ta, giúp ta đến khuyên nó đi. Ta, huynh muốn ta nói gì đây? Trời ơi, chuyện này có gì khó đâu. Muội chỉ cần đến đó nói đạo lý với đệ ấy, kêu đệ ấy giúp ta xin một chức quan nhỏ để ta có thể làm rạng danh tổ tiên. Không được, huynh ấy không nghe ta đâu. Muội đừng có khiêm tốn nữa, với tình cảm của hai người đừng nói xin chức quan nhỏ. Dù kêu đệ ấy lên núi đao xuống chảo dầu, đệ ấy cũng sẽ ngoan ngoãn làm thôi. Đại sư huynh à, huynh đừng nói lung tung. Đó là chuyện của 10 năm trước rồi, đã là chuyện của quá khứ, mong huynh sau này đừng nhắc đến nữa. Có thật là chuyện quá khứ không? Sao hôm qua lúc nửa đêm người nào đi tìm đệ ấy? Huynh, muội đừng chối nữa, ngoài muội ra còn ai vô đây nữa? Làm sao huynh biết? Huynh đã nghe ai nói hả? Muội mặc kệ ta nghe ai nói đi, tóm lại ta biết là chuyện này không phải bịa đặt. Nhưng mà muội cứ yên tâm, con người của ta niệm tình xưa nhất, cũng xem trọng tình cảm nhất. Chỉ cần muội xem ta vẫn là đại sư huynh thì ta tuyệt đối không phản bội muội đến gặp Dương gia rồi nói lung tung như ngày ấy. Bây giờ muội nói đi, muội có nhận ta là đại sư huynh nữa không? Ta tất nhiên xem huynh là đại sư huynh rồi, nếu không huynh đâu thể tùy ý ra vào Dương phủ được. Nếu như chúng ta đều là người một nhà, vậy muội có chịu giúp ta không? Đại sư huynh, huynh ấy không giúp huynh nhất định là có sự đắn đo của mình, ta không thể làm khó huynh ấy. Như vậy đi, nếu như huynh muốn tìm một công việc thật, vậy ta đi xin Dương gia sắp xếp cho huynh làm việc trong phủ. Làm trong Dương phủ hả? Vậy thì khỏi à. Tại sao vậy? Trời ơi, Dương gia cáo lão về hương lâu rồi. Làm việc trong Dương phủ, xưng hô có nghe hay đến mấy cũng chỉ là người hầu hà. Tuổi ta đâu còn trẻ, ta không muốn hầu hạ ai nữa. Đại sư huynh, huynh không biết làm cái gì hết. Cho dù có theo bao đại nhân làm việc, cũng chỉ được giao những việc nhàn rỗi, làm chỗ nào cũng vậy thôi. Ê, muội sai rồi có khác à. Bây giờ bao đại nhân được hoàng thượng tin tưởng mù quáng. Nếu như ta có thể đi theo bao đại nhân thì ta sẽ kiếm được rất nhiều lợi lộc à. Đợi bao đại nhân về Khai Phong phủ rồi, ta cũng theo ngày ấy về. Nghe nói Khai Phong phủ là một thế giới phồn vinh náo nhiệt, có đủ các thứ mới lạ. Nếu như có thể ở đó sống hết quãng đời còn lại thì ta cũng không uổng sống kiếp này rồi. Đại sư huynh, bên cạnh bao đại nhân đều là những người có chí vì nước vì dân, còn huynh chỉ nghĩ tới bản thân mình,
Làm như vậy là huynh ích kỷ quá rồi. Vậy gọi là ích kỷ hả? Hả? Hai người, một người làm vương phi, một người làm gia sư, ăn ngon mặc đẹp, tận hưởng vinh hoa phú quý, cho nên mới nói được như vậy thôi. Nhưng mà ta thì sao hả? Phải trông coi tiệm thuốc tồi tàn đó đến bây giờ không được tích sự gì. Mùi nói đi, như vậy có công bằng không? Đại sư huynh à, mùi đừng nói nữa. Ta hỏi mùi thêm lần nữa, rốt cuộc mùi có chịu giúp ta không? Huynh đừng làm khó ta nữa. Mùi không chịu giúp chứ gì. Được, vậy thì ta đi gặp Dương gia. Hê, ta tin rằng Dương gia nhất định có hứng thú muốn biết quan hệ giữa mụ và Tôn Đại Trung. Đại sư huynh, huynh không được làm vậy. Ta, để ta khuyên thử. Chí Cương, huynh có sao không? Có bị thương không? Cũng tại ta không tốt, ta không nên tống cổng gấp như vậy. Cô đừng quá lo, ta không sao hết. Cũng trách ta quá sơ ý, không được chú tâm. Sau này ta sẽ không bướng bỉnh như vậy nữa. Ta đã nói không sao rồi mà. Chỉ một chút công phu đó cô, không làm ta bị thương đâu. Huynh dám về ba công phu có bổn quần chúa như vậy hả? Được, ta sẽ cho huynh thấy sự lợi hại của bổn quần chúa. Bây giờ ta sẽ cho huynh trở thành một tổ ông luôn nè. Coi huynh sau này còn dám chơi võ công của ta không? Ấy nè, quần chúa, đừng có giỡn nữa. Ta có chuyện muốn nói nè. Sợ rồi chứ gì? Muốn xin tha thì nói nhanh lên đi. Ta chỉ muốn hỏi là gần đây thường đề thúc đó thường xuyên đến tìm phu nhân. Cô có biết ông ta đến tìm phu nhân là vì chuyện gì không? Huynh cũng lạ thật đó. Làm sao ta biết được chứ? Huynh muốn biết thì hỏi mẫu thân của ta kìa. Mà nè, huynh hỏi chuyện này để làm gì vậy? Không có gì. Không có gì hết. Thời gian này ta thấy huynh trở nên rất lạ đó nha. Rốt cuộc huynh đang giở trò gì? Huynh mau khai thật với bổn quần chúa ngay đi. Không có gì mà. Nè, huynh đứng lại chưa? Ta cấm huynh đi. Ta ra lệnh cho huynh đứng lại. Dạ dạ. Bằng Nhi, con đang làm gì vậy? Thưa cha, con đang luyện kiếm. Con đang quậy thì đúng hơn đó, chứ luyện kiếm cái gì? Sau này không được vô lễ với Chí Cường nữa, có biết không? Con đâu có quậy hồi nào đâu chứ. Cha con muốn tốt cho con thôi, không được trả treo. Bị chửi rồi có đúng không? Chí Cường dạy con luyện kiếm vất vả như vậy, sau này con phải tôn trọng cậu ấy, không được cậy thế hiếp người đâu. Con không có cậy thế ăn hiếp người ta. Con là quận chúa mà, còn huynh ấy là giáo quý thuộc hạ của người. Huynh ấy vốn dĩ phải nghe lời con mới đúng. Dường già, ngài xem, ngài chiều nó đến như vậy rồi. Ý của con là sự cao thấp của con người phân biệt bằng thân phận địa vị phải không? Tất nhiên rồi. Con nhớ gia sư phụ từng dạy có câu là danh không chính thì ngôn không thuận. Nhìn vẻ nghiền ngẫm từng chữ một của con kìa. Được, hôm nay ta sẽ làm cho con tâm phục khẩu phục. Chí Cương, dạ. Kể từ hôm nay bổn vương nhận cậu làm nghĩa tử ha. Được chuyên gia yêu mến, Chí Cương không dám nhận. Cha, cha đừng có giỡn nữa mà. Hey, thân phận ta là gì hả? Đâu thể nói giỡn được. Huống chi nhân phẩm và võ công của Chí Cương đều vượt bậc hơn người, lại một lòng trung thành với ta nữa. Ta muốn nhận nó làm nghĩa tử lâu lắm rồi đó. Dương gia kỳ vọng ở cậu như vậy, còn không mau bái kiến nghĩa phụ đi. Hài nhi Tần Chí Cương bái kiến nghĩa phụ. Nghĩa phụ đối với con ân trọng như núi. Sau này chỉ cần là vì nghĩa phụ, dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng quyết không từ nan. Tốt, tốt lắm. Có câu nói này của con là đủ rồi. Không uổng công bình thường ta thương con. Đứng lại, con mau qua gọi nghĩa huynh đi. Gọi một tiếng Chí Cương ca ca. Mau gọi đi. Tuy con là quận chúa, cũng không được phép vô lễ như vậy. Chí Cương ca ca. Thúy Anh,
Ê, giấy Công Tôn tiên sinh đang cầm viết gì vậy? Ta không có biết nữa, là một đứa bé đem đến, nhờ ta giao cho Công Tôn tiên sinh đó. Nhìn dáng vẻ dội vàng của Công Tôn tiên sinh, hình như có gì gấp lắm thì phải. Lạ quá, Công Tôn tiên sinh chưa bao giờ như vậy hết, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Ê, cô định đi đâu vậy? Ta đi theo coi sao, xem Công Tôn tiên sinh đang giở trò gì. Ê, nè nè. Bao quản gia, nhanh lên đi. Xin lỗi Quỳnh. Ta biết rồi, đỡ nè, được chưa? Được rồi, đừng có nói nữa mà. Nè, cầm đi. Trời ơi, đỡ nè. Người đâu rồi? Chúng ta mau đi tìm đi. Thúy Anh, muội không được quên thân phận của mình. Muội là Dương Phi. Vào lúc này đây, hai chúng ta quả thật không nên gặp nhau. Ta hiểu mà, nhưng ta nhất định phải gặp Quynh. Đọc chữ trên tờ giấy, hình như muội có việc gấp. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Là đại sư Quynh. Có phải Quynh ấy tới tìm Quynh xin làm một chức quan nhỏ không? Đúng vậy, nhưng mà ta đã từ chối rồi. Quynh có thể cho ta nói giúp không? Sắp xếp một chức vị cho Quynh ấy, không cần quyền cao lộc hậu, chỉ cần có một nơi yên thân gửi phận là được. Không được. Về chuyện này, em là làm muội thất vọng rồi. Không lẽ Quynh không thể tìm cách nào khác sao? Làm quan không phải chuyện khó. Khó là khó tác phong làm việc của đại sư Quynh. Muội quên rồi sao? Quynh ấy là một người ham ăn lười biếng. Ngày xưa thường lấy danh nghĩa của sư phụ ở bên ngoài lừa gạt người khác, cả sư phụ cũng bị liên lụy phải mang tai tiếng. Thôi không nhắc nữa. Vụ án của Chu gia điều tra đến đâu rồi? Manh mối ta cung cấp có giúp ích được gì không? Ta điều tra không ra Chu phu nhân có liên quan gì tới mỏ khoáng. Nói như vậy, cuốn sách của phụ thân ta không giúp được gì cho Quynh rồi. Không thể nói vậy được. Ta chỉ là nghĩ không hiểu, số bột gì đó làm thế nào đi vào cơ thể của Chu phu nhân. Ta thật không thể nào tưởng tượng được ngày tháng không có nàng ở bên cạnh ta sẽ như thế nào. Có lẽ ta sẽ không thể nào sống tiếp được nữa. Ta theo tới tận ngoài phố, sau khi bị ông ấy phát hiện thì ông ấy chạy mất. Không thể nào. Công Tôn tiên sinh không phải là người thập thò lén lút, không phải mèo mã gà đồng. Cô không được nói bậy. Ta chỉ nói sự thật thôi, nếu Quynh không tin, có thể hỏi bà quản gia mà. Nè, là thật đó. Công Tôn tiên sinh tới quyện rồi, thường suy ra ngoài một mình lắm, cậu không cảm thấy lạ hay sao? Nơi này là quê hương của Công Tôn tiên sinh. Ông ấy đi gặp người quen cũ, gặp hương thân của mình, đây cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Hai người đâu cần ngạc nhiên như vậy. Nếu như chỉ đi gặp bằng hữu, ông ấy đâu cần phải bí mật như vậy. Thì đó, nhìn bộ dạng đó, giống như lén đi gặp ai thì đúng hơn. Có phải đi gặp người tình trong thanh lâu của ông ấy không? Đừng nói lung tung nữa. Công Tôn tiên sinh là một chính nhân quân tử, ông ấy không làm càn đâu.
này chưa chắc à. Trong tuồng cũng thường hay diễn đó. Công tử gặp nạn thương thầm kỹ nữ trong thanh lâu. Sau này gặp lại, mọi thứ đã đổi thay, chứ còn là sự nuối tiếc mà thôi. Bà quản gia, vui quá, đây đúng là thú vị. Triển đại ca, Quỳnh có nhiều cách hơn. Lần sau, đổi theo Quỳnh theo dõi ông ấy. Nói đủ chưa vậy? Dạ. Con xem Công Tôn tiên sinh là loại người gì hả? Đại nhân, họ chỉ quan tâm Công Tôn tiên sinh thôi, không hề có ác ý. Dạ phải. Dạ phải. Người có thấy mẫu thân của ta đâu không hả? Dạ bẩm quận chúa, hình như phu nhân ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi sao? Sao lạ vậy? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đại nhân, ngồi đi. Đại nhân, ngồi đi. Bổn phủ có việc hỏi ông, không cần câu nệ. Dạ. Mời đại nhân hỏi. Không phải bổn phủ muốn xen vào việc riêng của Công Tôn tiên sinh, chỉ là mọi người trong phủ ai ai cũng đều phát giác gần đây Công Tôn tiên sinh hành sự bí mật, như có chuyện gì không muốn cho ai biết vậy. Quả thật khiến người ta cảm thấy bất an. Đại nhân, học trò không có chuyện gì không muốn cho ai biết. Nếu đúng là như vậy, Công Tôn tiên sinh có thể nói ra vào tối hôm đó người đàn bà đến đây gặp ông rốt cuộc là ai hay không? Người đàn bà đó là bằng hữu cũ của học trò, không đáng để nhắc tới. Vậy hôm nay ông một mình đi ra ngoài lại là đi gặp ai, đã làm những việc gì? Chỉ là đến huyện Bảo Lai rồi đi xung quanh xem thử, cũng không có gì đáng nhắc. Công Tôn tiên sinh, ông và ta quen nhau đến nay, trước giờ không có gì không nói với nhau được, nhưng mà bây giờ nói chuyện dè dặt như vậy, đây cũng là lần đầu tiên đó. Xin đại nhân tha tội, học trò đúng là có lời khó nói ra. Chỉ là xin đại nhân minh giám, trong lòng học trò có một thước đo, tuyệt đối không dám vượt quá mức đó. Bổn phủ tất nhiên tin vào Công Tôn tiên sinh rồi, chỉ hy vọng Công Tôn tiên sinh nhớ kỹ lời hôm nay nói, đừng để việc riêng ảnh hưởng việc công, liên lụy đến thanh danh cả đời. Dạ, học trò tuyệt đối không dám quên. Chí Cương ca ca, Quỳnh có thấy mẫu thân ta đâu không? Không có thấy. Cô tìm nghĩa mẫu có chuyện gì? Thì ta có nói với Quỳnh rồi đó, gần đây mẫu thân ta có gì đó không ổn. Quỳnh cũng hứa với ta là giúp ta chú ý mẫu thân rồi mà. Ta lại không cảm thấy nghĩa mẫu có gì đó không ổn. Sao lại không có? Hôm nay mẫu thân ta không có ở nhà, Quỳnh cũng biết mà. Trước giờ mẫu thân ta không hề ra ngoài, chứ đừng nói chi tới chuyện người ra ngoài phố một mình. Nghĩa mẫu đã ở trong phủ nhiều năm nay, ta nghĩ chắc chắn nghĩa mẫu cảm thấy buồn chán, cho nên ra ngoài dạo cho khuây khỏa mà thôi. Quỳnh đâu phải mẫu thân ta, sao Quỳnh biết là người buồn chán chứ? Đây, nói tóm lại một câu, quận chúa, cô đừng suy đoán lung tung. Ta không đoán lung tung, Quỳnh không giúp cũng không sao, ta tự điều tra. Ủa, mẹ ơi. Con đang làm gì vậy? Cha con đã dặn con rồi đó, không được ăn hiếp Chí Cương nữa, cô biết không? Hay mẹ ơi, con biết rồi mà. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi đâu vậy? Mẹ ra ngoài tản bộ. Quận chúa, ta nói có đúng không? Nghĩa mẫu chỉ là ra ngoài đi dạo khuây khỏa mà thôi. Ta thấy nghĩa mẫu cũng mệt rồi, cô để nghĩa mẫu nghỉ ngơi trước đã. Mẹ đi dạo cho khuây khỏa, vậy mà sao cha không đi theo chứ? Mẹ muốn yên tĩnh một mình. Muốn được yên tĩnh? Không lẽ trong nhà không được yên tĩnh sao mẹ? Quận chúa, cô đừng bướng bỉnh nữa mà. Để nghĩa mẫu về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng lắc. Mẹ ơi, sao đôi mắt mẹ đỏ que vậy hả? Bộ mẹ khóc sao? Mẹ không được khỏe, con có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói. Mẹ. Quận chúa, Quỳnh làm cái gì vậy?
Cô hãy để Nghĩa Mẫu nghỉ ngơi đi, đừng có hỏi gì thêm. Tại sao không cho ta hỏi thêm chứ? Có phải là huynh đã biết chuyện gì rồi không? Ta không biết. Huynh đừng có gạt ta. Huynh không thể qua mặt ta được đâu. Nói mau đi, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Cô vẫn còn rất nhỏ, cô nói cũng không hiểu đâu. Ta lớn rồi, đâu có còn nhỏ nữa. Huynh không nói ta nghe cũng không sao hết. Ta không tin là ta không điều tra ra được. Ừ nè, cứu con với! Nè đứng lại đi, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Còn dám chạy hả? Còn chạy hả? Đại nhân, nhanh lên, bên đó kìa. Đứng lại, đứng lại. Nhanh lên. Đừng có la nữa. Hoàng tiểu thư à, nó chạy rồi. Ba quản gia, không phải em mua thuốc chuột về độc chết nó hay sao? Đúng vậy. Sao vẫn còn nhiều chuột quá vậy chứ? Ông biết ta sợ nhất là chuột rồi. Có phải ông cố tình muốn hù ta không? Trời ơi, ta đâu dám hù cô. Cô không biết đâu, bây giờ á, chuột còn thông minh hơn ta kìa. Ê, ban đầu nó có ăn, ăn con nào chết con đó. Cho nên nó làm gì ăn tiếp, về sau chỉ cần ngửi đường là chảy mất rồi. Ông phải tìm cách khác đi chứ. Bộ ông không biết nghiền nát thuốc ra rồi bỏ vô trong nhân bánh bao sao? Mỗi ngày cho nó ăn một chút, ta không tin nó không chết. Ê, này sao không nghĩ ra ta? Bởi vậy mới nói ông ngốc đó. Bao Hoàng. Tam Thúc, hồi nãy con không phải cố tình la hét sùm đâu. Tam Thúc cũng biết đó, con không sợ trời không sợ đất. Ngoài Tam Thúc ra, con sợ nhất là chuột. Không phải, con không phải là so sánh Tam Thúc với chuột đâu. Lúc nãy con thật sự rất sợ đó Thúc. Con đừng lo lắng, Tam Thúc không có trách con. Cô không cần lo. Cô một câu làm bừng tỉnh, lập được đại công. Đại nhân vui mừng còn không kịp, cho nên không trách cô. Lập được đại công? Ừ. Đúng, con đã lập được đại công. Ta đã lập được đại công. Hạ quan tham kiến bao đại nhân. Miễn lễ. Không biết huyện lệnh đại nhân tối như vậy đến đây có chuyện quan trọng gì không? Không biết vụ án của Chu gia đại nhân xét hỏi đến đâu rồi. Dương gia tương đối quan tâm tới vụ án này. Có phải Dương gia phái thái huyện lệnh đến đây tra hỏi tiến triển của vụ án hay không? Đúng vậy. Không giấu gì đại nhân, nếu bao đại nhân không thể làm sự thật vụ án được sáng tỏ, Dương gia yêu cầu hạ quan phải truy cứu đến cùng. Chuyện này hệ trọng, quả thật là hạ quan gánh vác không nổi đâu. Thái huyện lệnh không cần lo lắng, ngày mai bổn phủ sẽ nói rõ với Dương gia, nhất định sẽ cho Dương gia một đáp án hài lòng. Bao đại nhân đến. Bao đại nhân. Tham kiến Dương gia. Miễn lễ. Ta nghe vụ án của Chu gia, bao đại nhân có tin vui có đúng không? Không dám. Bá tánh gặp nạn, từ giả cõi đời. Tuy bây giờ vụ án phát hiện một chút manh mối, nhưng mà cho dù tìm ra hung thủ giết người, một mạng đền một mạng, cũng khó cứu lại được một sinh mạng vô tội. Bổn phủ chỉ có cảm giác xót thương, chứ không hề thấy vui mừng. Câu nói này của bao đại nhân có phải là lời nói thật lòng không? Bao chững lòng nghĩ sao nói vậy, tuyệt đối không nói dối. Ngồi đi. Đa tạ Dương gia. Bao đại nhân có lòng trách trời thương dân như vậy, cũng không đến nỗi vì tình riêng binh vực làm theo ý của mình. Coi ra trước đó bổn Dương đã trách lầm bao đại nhân rồi. Không, Dương gia làm hậu thuẫn cho bá tánh bằng sức lực của bản thân mình, làm quyền bảo lai, thế lời răng của quan, thế triều chính trong sáng. Có Dương gia sống cuối đời ở đây thì đó là phước của tất cả dân quyền bảo lai. Bao đại nhân khách sáo rồi. Công tôn tiên sinh. Dạ. Bẩm Dương gia, suy đoán theo sự chứng và vật chứng, vụ án này là vụ giết người có mưu tính trước. Hả? Giết người có mưu tính à? Đúng vậy. Cục chì trong cơ thể Chu phu nhân lớn như cái trứng gà, không thể nào nuốt thẳng vào được, mà bùn đất ở đây vốn lỏng lẻo, nên là hạt chì sau khi nuốt vào bụng rồi tích ít thành nhiều, ngưng tụ với chất lỏng, sau đó tụ thành cục chì. Cục chì sao? Tại sao Chu phu nhân ăn nuốt hạt chì hả?
Dương gia hỏi rất hay. Bao đại nhân và học trò phân tích, nhất định có người cố ý mưu hại Chu phu nhân. Hàng ngày hung thủ bỏ bột chì vào thức ăn, để Chu phu nhân bất giác bước lên đường mà không hề hay biết. Là kẻ nào có thủ đoạn độc ác tới như vậy? Có thể bỏ bột chì vào thức ăn mỗi ngày mà không bị phát hiện, có thể là người thân cận vô cùng. Kể từ hôm nay, bổn phủ bắt đầu điều tra từ Chu gia, tin rằng có thể điều tra ra hung thủ trong thời gian ngắn để an ủi vong linh trên trời của nạn nhân. Được. Nếu như điều tra ra hung thủ thật sự, bổn vương nhất định sẽ vì câu lỡ lời hôm đó nói câu xin lỗi với bao đại nhân. Dương gia nặng lời rồi. Phu nhân, nàng qua đây gặp bao đại nhân đi. Xin chào Dương Phi. Xin chào bao đại nhân. Vị này là người đa mưu túc trí, gian danh thiên hạ, Công Tôn tiên sinh. Trước đó bổn vương có hiểu lầm với ông ấy. Hôm nay thấy Công Tôn tiên sinh phân tích vụ án, thứ tự rõ ràng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tham kiến Dương Phi. Chào Công Tôn tiên sinh. Con vị này là Triển hộ vệ, võ công cái thế, thiên hạ vô địch. Đa tạ Dương gia đã quá khen, Triển chiêu hổ thẹn không dám nhận. Tất nhiên rồi, người có võ công cái thế, thiên hạ đệ nhất là Chí Cương ca ca. Bằng Nhi, không được nói lung tung. Không phải, Bằng Nhi nói không sai. Triển hộ vệ võ công hơn người, thiên hạ ai cũng biết. Tần giáo quý năm xưa theo bổn vương chinh chiến, cũng là đánh khắp thiên hạ không đối thủ, được mệnh danh là thiếu niên anh hùng. Bổn vương rất muốn được xem hai người tỷ võ thế nào, xem người nào có võ công cao hơn. Dương gia, làm như vậy không nên lắm, mong Dương gia lượng thứ cho. Có gì mà nên hay không nên, ta thấy huynh sợ thua thì đúng hơn, không dám tỷ võ với Chí Cương ca ca. Dương gia, theo bổn phủ thấy thì... Được rồi, bao đại nhân, hôm nay hiếm khi bổn vương có nhã hứng như vậy, mời Triển hộ vệ miễn cưỡng chấp nhận, để bổn vương mở rộng tầm nhìn. Hả? Lần tỷ võ này đến mức là dừng, mong được Tần giáo quý chỉ giáo nhiều hơn. Triển hộ vệ, mời. Mời. Công Tôn tiên sinh, ông có sao không vậy? Có sao không? Không sao. Công Tôn tiên sinh, đúng là nguy hiểm quá. Xin thưa lỗi, làm Công Tôn tiên sinh hoảng hốt rồi. Không sao, không sao. Chỉ là hết hồn thôi. Tần giáo quý không cần để trong lòng. Công Tôn tiên sinh nói vậy ta yên tâm rồi. Nhưng mà bình thường ông phải cẩn thận một chút. Đau kiếm vô tình, mất công làm ông bị thương. Tại sao Tần giáo quý nói câu này với ta? Không biết ám chỉ điều gì. Mong Công Tôn tiên sinh sớm ngày kết án, rời khỏi quyền bảo lai, tránh hại người không có ích cho mình. May quá, may quá. Cũng may Công Tôn tiên sinh không bị thương gì cả. Chí Cương, con cũng bất cẩn quá rồi. Chí Cương võ nghệ thua người,
xin dân gia tha tội cho. Bao đại nhân, bên cạnh người có Công Tôn tiên sinh và Triển hộ vệ, văn tài võ tướng, đúng là như hổ mọc thêm cánh vậy. Dương gia, Tần giáo quý tuổi còn trẻ như vậy mà có võ nghệ cao cường, mới đúng thật là một vị thiếu niên anh hùng. Chúng ta đã già hết rồi, thêm mấy năm nữa chính là thiên hạ của họ đó. Chu phủ. Vào đi lão gia. Thì ra là Tần giáo quý sao? Không biết cậu đại giá quan lâm nên không tiếp đón. Đừng có nhiều lời, mau kêu tất cả người trong phủ ra đây, không được kêu sót người nào. Tần đại nhân, ý cậu là... Nguyên phối phu nhân của ông bị kẻ gian hãm hại, Bao đại nhân đã phát hiện ra một chút manh mối, sẽ lập tức tới đây thôi. Ông còn đợi cái gì? Mau kêu mọi người ra đây, nhanh lên. Mau lên. Tất cả mọi người ra đây, mau lên. Tần đại nhân, không biết bên phía Bao đại nhân họ đã phát hiện ra manh mối gì rồi? Lát nữa Triển hộ vệ tới đây, tự nhiên sẽ giải thích rõ mọi việc. Tần giáo quý, rốt cuộc chuyện này là sao? Người của Chu gia đã tập hợp hết ở đây, huynh muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Trước giờ Bao đại nhân xử án như thần, hy vọng lần này các người sớm ngày cách án, nhanh chóng rời khỏi đây, đừng vô cớ nán lại đây nữa. Trong giọng nói của Tần giáo quý, hình như không muốn chúng tôi nán lại đây lâu. Có phải huynh vì tỷ võ hôm qua vẫn thấy bất mãn không? Thắng thua là chuyện thường của nhà binh, ta không để tâm. Ta để tâm là sự yên bình và êm ấm trong phủ Dương gia. Nói nhiều vô ích, cáo từ. Như qua phu nhân, bà muốn đi đâu? Ta đường đường là phu nhân của Chu gia, ta không bao giờ làm ra mấy chuyện mất hết tính người đó đâu. Mỗi một người trong Chu gia đều có hiềm nghi, không ai được rời đi. Xin thời Tôn phu nhân đối xử với người hầu thế nào? Phu nhân ta là người hiền hậu. Nếu như cậu không tin lời ta nói, có thể hỏi những người hầu cũ, nô bộc cũ. Đến nay bọn họ vẫn còn cảm động và nhớ nhung phu nhân ta. Bà ấy chưa chửi qua người hầu lần nào, hay là kết quán với người ta sao? Ông phải suy nghĩ kỹ, điểm này vô cùng quan trọng. Nếu như mà nói có, đó chính là khi ta nạp Như Hoa về phủ làm thiếp, bà ấy từng nổi giận một lần, cũng cho Như Hoa nhìn sang mặt của bà ấy. Đại nhân, ta lúc nào cũng là ép già cậu toàn, chưa từng cãi nhau với tỷ ấy bao giờ. Chuyện này là thật. Cũng tuổi cho Như Hoa hầu hạ bà ấy cẩn thận, về sau phu nhân ta cũng nghĩ thông suốt, từ đó ăn chay niệm Phật, không xen vào chuyện của ta nữa. Sinh hoạt ăn uống của Chu phu nhân do ai phụ trách? Là Như Hoa. Đại tỷ thích ăn đồ chay do ta nấu. Hơn nữa, người hầu chung quy cũng là người hầu, làm việc gì cũng lơ là cẩu thả, để họ hầu hạ đại tỷ, ta thấy không có yên lòng chút nào. Về điểm này ta thật cảm kích Như Hoa vô cùng. Trước một năm phu nhân ta qua đời, cũng may nhờ có Như Hoa. Phim được dịch và lồng tiếng. Một năm nay Chu phu nhân ăn uống đứng ngồi đều do một mình bà quán xuyến xong. Không sai, đại tỷ cũng không thích để người khác hầu hạ đâu. Khi bà ở trong nhà bếp chuẩn bị đồ chay, thông thường bên cạnh bà còn có ai nữa không? Bà ấy không thích trong bếp có người cản trở làm việc, cho nên bình thường đều do một mình bà ấy làm hết. Chỉ một mình bà sao? Ta biết ta làm vậy sẽ rất là mệt, nhưng mà lúc đó ta là tiểu thiếp của Chu gia, hầu hạ đại tỷ là việc ta nên làm. Dù sao ta sinh ra vốn là một người số khổ, lão gia đồng ý chuộc thân cho ta, cho ta rời khỏi bể khổ, ta chỉ có lòng cảm kích. Dù có kêu ta làm nhiều hơn nữa, khổ hơn nữa, ta cũng sẽ một mình chịu đựng được hết. Tiếc là đại tỷ chết một cách oan uổng, không để ta tiếp tục hầu hạ cho tỷ ấy nữa. Nếu như trời cao có mắt thì ta giảm tuổi thọ của mình để tỷ ấy sống thêm mấy năm nữa.
bà vừa nhắc đến chữ chuột thân. Không lẽ Như Hoa phu nhân xuất thân từ Thanh Lâu? Đúng vậy. Là Thanh Lâu nơi nào? Là Mãn Xuân Lâu ở nơi này. Bà là người bản địa à? Không phải. Vậy xuất thân của bà là... Triển đại nhân, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây hả? Cậu xem Như Hoa là nghi phạm giết hại phu nhân ta hay sao? Không, không hề có chuyện đó. Cậu luôn miệng hỏi Như Hoa là sao hả? Như Hoa bà ấy và cái chết của phu nhân ta có liên quan gì nhau hả? Tao khuyên cậu đừng kiếm chuyện trong những chi tiết nhỏ nhặt. Cậu tưởng tới đây hỏi mấy câu, tìm mấy nghi phạm rồi thay đại vào thì có thể đánh lừa qua mặt người trong thiên hạ hay sao? Xin chú lão gia yên tâm, mạng người quan trọng, trời cao có mắt. Dù vụ án này đã xảy ra 16 năm trước thì Bao đại nhân vẫn có thể tìm ra sự thật, tuyệt đối không cho bất kỳ ai lừa dối được chuyện này. Vì Như Hoa phu nhân đó, khi nói chuyện thần sắc lúc nào cũng né tránh. Tổng kết kết quả tra hỏi của Dương Triều Ma Hán, thuộc hạ cảm thấy bà ấy chính là người đáng nghi. Đồ chay của Chu phu nhân toàn bộ đều do một mình bà ấy phụ trách, đúng là khó tránh bị nghi ngờ. Mà một tiểu thiếp muốn mưu đoạt vị trí chính thức, vì vậy mà giết hại Chu phu nhân, đây cũng là động cơ. Chỉ là một người xuất thân từ Thanh Lâu, làm sao biết được phương pháp dùng bột chì giết người này? Điều này khiến người ta khó lý giải. Công tôn tiên sinh có cao kiến gì không? Học trò nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra điều này. Xem ra chỉ có thể điều tra từ hoàn cảnh xuất thân của bà ấy. Công tôn tiên sinh, lúc nãy Triển Chiêu có hỏi bà ấy xuất thân từ Thanh Lâu, không lẽ công tôn tiên sinh không nghe rõ ràng sao? Ý của ta là hoàn cảnh trước khi vào Thanh Lâu, hoặc là điều tra rõ bà ấy xuất thân từ gia đình nào thì có thể giải đáp tất cả nghi vấn. Cách duy nhất bây giờ chỉ còn cách này thôi. Vậy thì làm phiền Triển hộ vệ. Đại nhân, học trò còn có việc riêng. Đi đi. Công tôn tiên sinh việc giặc bám thân, không chú tâm được việc ở đây. Triển hộ vệ, mọi việc mong cậu hãy lượng thứ nhiều hơn. Dạ, đại nhân. Bảo An Đường. Đại sư huynh, đại sư huynh. Hả? Công tôn tiên sinh, mời ngồi, mời ngồi, ngồi đi. 16 năm rồi, mọi thứ ở đây hoàn toàn giống với ký ức của ta, không hề thay đổi chút nào. Trời ơi, sao không có thay đổi? 16 năm nay Đệ và Thúy Anh lên như diều gặp gió, chỉ còn mình ta sống cơ cực như vậy, trông coi tiệm thuốc nhỏ này, không đủ trang trải ba bữa nữa, chứ đừng nói là có chút tiền dư giả để tu sửa tiệm thuốc. Cho nên đành để nó càng trở nên cũ và tồi tàn. Lúc này đại sư huynh chỉ ngưỡng mộ Thúy Anh và ta được nở mặt nở mày, nhưng mà huynh có biết bọn ta phải hy sinh rất nhiều thứ mới có được như hôm nay không? Huynh đừng tưởng chỉ bản thân mình khổ. Thực ra đại sư huynh trông coi tiệm thuốc do sư phụ để lại, sống một cuộc sống yên ổn như vậy sướng hơn ta rất nhiều. Nếu như nhiều năm nay đại sư huynh có thể lấy y thuật mà sư phụ truyền lại cho huynh, cố gắng hết lòng hết dạ cứu người độ thế, ta tin rằng
Bây giờ danh vọng và thành tựu của huynh nhất định sẽ khác với ngày xưa rất nhiều. Ta biết ta vô tích sự rồi. Bây giờ đệ theo Bao đại nhân là sướng nhất ha. Tất nhiên có thể nói bóng nói gió rồi. Ta không nói bóng gió. Ta thật lòng muốn tốt cho đại sư huynh. Nếu như đệ thật sự muốn tốt cho ta, vậy thì đệ hãy cố gắng nói giúp giùm ta mấy câu. Đừng chỉ được cái miệng mà đặt lên mặt dạy đời ta. Huynh vẫn nuôi hy vọng đến chỗ Bao đại nhân làm quan sao? Huynh vì đạt được mục đích này, không tiếc hủy hoại tình nghĩa năm xưa, uy hiếp Thúy Anh đến khuyên ta. Huynh làm vậy quả thật quá đáng rồi. Vì lòng ích kỷ của mình, không mang tới hạnh phúc nửa đời còn lại của Thúy Anh, mấy lời bỉ ổi cay độc này mà huynh cũng nói ra được sao? Đệ đừng tức giận như vậy. Chắc đệ không phải vì ta nói mấy cậu đó thì dẫn người đến đây giết ta diệt khẩu chứ. Ta nói mấy cậu đó chỉ là giỡn chơi thôi, chỉ là hiểu lầm. Đệ đừng cho là thật chứ. Không, ta thấy nét mặt Thúy Anh hoảng hốt, nhất định không phải chỉ nói giỡn. Đại sư huynh nhất định phải làm quan ra vẻ oai phong. Cũng được, bây giờ ta dẫn huynh đi gặp Bao đại nhân, đồng thời lấy mạng mình bảo đảm. Thật sao? Ta không dám gạt huynh. Nhưng mà ta nói thật cho huynh biết trước, Bao đại nhân quản lý thuộc hạ nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép ai có lòng tư lợi riêng. Nếu đại sư huynh lấy danh nghĩa của Bao đại nhân ở bên ngoài làm sằng làm bậy, tham ô bỏ túi riêng, thậm chí làm những việc mất hết tính người, đại nhân quyết không xử nhẹ. Đến lúc đó, đại sư huynh không những không giữ được cái đầu của mình, cả ta cũng khó mà đùn đẩy trách nhiệm. Người ta nói quan lại bao che cho nhau mà, để nói mấy câu này chắc là muốn dọa ta đúng không? Bao đại nhân chuyên trị những quan lại tham ô hay bao che cho nhau. Nếu như huynh cảm thấy ngài ấy cũng cùng một ruột với những quan lại khác thì đâu có được danh tiếng thanh thiên như hôm nay. Nếu như có bằng chứng đầy đủ, ôm hy vọng Bao đại nhân bao che binh vực cho mình, đó là chuyện không thể nào xảy ra. Huynh đợi bị xử tội nặng thêm đi. Vậy ta đã nói rõ ràng rồi. Vậy bây giờ ta dẫn huynh đi gặp Bao đại nhân. Sao vậy? Đi thôi. Thôi không chơi. Ta vừa suy nghĩ rồi. Ta sống quen ung dung tự tại, không biết cái lúc nào vô tình phạm sai lầm, ta thấy không làm quan sẽ tốt hơn. Mất công hôm nào có chuyện gì đó ta mất mạng như chơi. Thôi không chơi. Huynh nhất định phải làm quan mới được. Sư đệ tốt của ta, ta nói rồi ta không làm quan nữa. Đâu ai ép người ta làm quan như đệ đúng không? Nè nè, buông tay ra, buông ra đi. Huynh không đi đâu có được. Lỡ như ta về rồi huynh lại đổi ý, trút giận vào Thúy Anh, kể cho Dương Gia nghe tất cả chuyện quá khứ của bọn ta, ta không gánh nổi hậu quả này đâu. Không có đâu nghe. Ta có thể thệ với ông trời, nếu như ta tiếp tục uy hiếp Thúy Anh hay ở trước mặt Dương Gia nói mấy câu không nên, ta sẽ chết đột ngột. Trời đất chứng giám, ta thề vậy được chưa? Đại sư huynh cũng kiên quyết vậy rồi thì ta cũng không nhiều chuyện nữa. Ta đã đâu trước rồi, tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Trước giờ ta thương đệ và Thúy Anh nhất mà. Ta cũng cao tuổi, luôn sống ở đây, cho nên trong lòng thấy hơi chán thôi. Ta có thể hiểu được tâm trạng của đại sư huynh. Huynh nói rõ đi, ta nhất định sẽ giúp huynh. Huynh cầm lấy số tiền này trước, lấy nó tu sửa lại tiệm thuốc đàng hoàng. Nếu như không đủ, trước khi ta rời khỏi đây sẽ đưa thêm cho huynh. Vậy ta thấy ngại quá. Tiệm thuốc này là do sư phụ để lại, ta góp chút sức lực vốn là chuyện nên làm. Phải. Nếu như sư phụ mà biết được, nhất định sẽ thấy vui lắm. Đệ yên tâm, ta nhất định dốc hết sức để tiệm thuốc này khôi phục lại sự dễ dàng của năm xưa. Được, có câu nói này của đại sư huynh thì ta yên tâm rồi. Được rồi, xin đại sư huynh dừng bước. Trời tối nên đường hơi khó đi, để nhớ cẩn thận nghe. Đa tạ sư huynh. Đi thông thả. Hay cho tôn đại trung đệ, chỉ nói mấy câu là muốn chặn đứt con đường làm quan của ta hả? Mà chỉ cho có chút xíu tiền, muốn ta nửa đời còn lại trong coi tiệm thuốc nhỏ này hả? Còn lâu quá nghe. Ai đó? Thì ra là Tần giáo quý. Cậu ở đây làm gì? Ta đang đợi ông. Cậu đợi ta? Nghe triển hộ vệ nói
Tần giáo quý cũng rất quan tâm đến vụ án của Chu gia, chủ động hỗ trợ điều tra giúp bọn ta rất nhiều. Công tôn sách xin đa tạ ở đây. Đừng có phí lời nữa, ta chỉ hỏi ông một câu, đã biết hung thủ lại, tại sao chưa đi bắt người? Hung thủ? Không biết hung thủ mà Tần giáo quý nói là ai? Đến cả người ngoài ngành như ta cũng đoán ra được. Không lẽ công tôn tiên sinh thần cơ dự toán với ông không nghĩ ra sao? Nhị phu nhân như qua hậu hạ đồ cha cho Chu phu nhân chính là hung thủ. Hả? Ông nói, tại sao không nhanh chóng bắt người, sớm ngày kết án đi? Bây giờ dây dưa lề mề, rốt cuộc có mục đích gì đây? Tần giáo quý nói vậy sai rồi. Kẻ giết người chết trước khi chưa có nhân chứng vật chứng xác thực, không được định tội người khác theo suy đoán chủ quan của mình. Lỡ như xử sai, vậy là đổ quan cho người tốt. Nếu đã như vậy, tại sao không tranh thủ đi tìm nhân chứng vật chứng, lấy việc công làm đầu? Không ngờ ông vẫn còn có tâm trạng đến tiệm thuốc ôn lại chuyện xưa. Cái gì? Thì ra cậu luôn theo dõi ta sao? Đúng vậy. Người quan binh không làm chuyện bờ ám, ta phải đi theo canh trừ gông, xem vụ án của Chu gia rốt cuộc có muốn kéo dài đến khi nào. Ta nghĩ hoài cũng không hiểu, ta và cậu không quen nhau, tại sao cậu không ngừng ép ta vậy? Đúng là không quen nhau, nhưng mà chỉ cần có người muốn phá sự yên bình của phủ Dương gia, về công về tư, ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Có phải Tần giáo quý đã nghe được những gì không? Nếu như muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Những gì cần nói ta chỉ nói tới đây thôi. Chính Dương gia đã cứu mạng của ta, vì Dương gia chuyện gì ta cũng làm ra được hết. Nhớ cho kỹ, trước khi ông rời khỏi huyện Bảo Lai, ta sẽ canh chừng ông như bóng theo hình. Tốt nhất ông nên ngoan ngoãn ở trong dịch quán, tuyệt đối đừng làm những chuyện vượt qua ranh giới, làm ảnh hưởng danh tiết người ta. Bằng không đừng trách ta vô tình vô. Các ngươi còn dám nói nữa sao? Hả? Hai cái tên vô dụng này, ta cho hai người ăn ngon uống đã. Chỉ một tên thôi mà hai người cũng đánh không lại. Người nói xem, huyện Bảo Lai này còn dương pháp hay không? Làm quân gia muốn đánh ai thì đánh hả? Hai cái tên vô dụng này đúng là uổng công nuôi hai người. Cho hỏi. Đi chỗ khác, chỗ của ta nghỉ tiếp khách rồi, buổi tối quay lại đi. Ta biết. Ta nói cho hai người biết. Ta chỉ muốn gặp Tú bà hỏi mấy câu thôi. Người gì mà lái nhải quá, người không thấy bà không rảnh hay sao? Người đi hỏi người khác đi. Ta đang làm công vụ, bà có rảnh hay không cũng phải hỏi rõ ràng. Nè, tiểu tử kia người đúng là lì đó. Người chán sống rồi có phải không? Hả? Trời ơi, sao tự nhiên lại đánh người? Ta chỉ muốn hỏi chuyện của Dư Hoa, hỏi xong thì ta về. Cái gì? Lại là Dư Hoa hả? Thôi được rồi, bình tĩnh đừng có đánh người. Ta nói ra hết những gì ta biết cho ngươi nghe. Dư Hoa bị mẫu thân cô ấy bán đến Mãn Xuân Lâu chúng tôi lúc 12 tuổi. Phụ thân cô ấy là thợ mỏ, năm đó mỏ khoáng bị sập, ông ấy mới trở nên sống dở chết dở. Tổng cộng bán được 20 lượng bạc. Số tiền đó là tiền cứu mạng của phụ thân cô ấy. Phụ thân của cô ấy là thợ mỏ? Đúng vậy. 16 năm trước cô ấy được chuộc thân thì ta không để ý tới chuyện của cô ấy nữa. Đại gia, ngươi coi, ta chỉ biết có nhiêu đây thôi, cũng nói hết cho ngươi nghe rồi. Mong ngươi rộng lòng nương tay. Nghe lời bà nói, lúc nãy có người đến đây hỏi chuyện của Như Hoa đúng không? Cái gì? Người đó và ngươi không phải cùng một đường sao? Gương mặt người đó thế nào? Ăn mặc ra sao? Người đó là một quân gia, tướng mạo cũng đoan trang lắm. Một quân gia tướng mạo đoan trang? Không lẽ là người đó? Nói mau, có phải bà giết Chu phu nhân không? Tốt nhất mau khai thật đi. Ừ nè, Tần đại nhân. Tránh ra, cậu đừng làm trái. Ta đã hỏi bảy đầu kiếm vô tình, tốt nhất đừng vào đến. Nói mau. Ta không có hại chết chị ấy. Cậu không có bằng chứng, không được đổ quan cho người tốt. Lão già, lão già mau cứu ta. Tần giáo quý, có phải có nhầm lẫn gì không? Đây. Bao đại nhân có phái người tới điều tra, cũng đâu có nói gì, cũng không nói ai là hung thủ nữa mà. Đó là họ lơ là công việc. Thực ra trong lòng họ biết rõ, nhị phu nhân của ông hại chết Chu phu nhân. Không thể có chuyện đó được. Như qua bãi vẫn luôn hết lòng hết dạ hầu hạ phu nhân ta. Ta nhìn thấy họ xem nhau như tỉ muội, trong lòng cảm động không sao tả nổi. Như qua không thể hạ độc thủ giết người. Là vì ông không biết nguyên nhân cái chết của Chu phu nhân. Cục chi trong bụng bãi là bị người ta bỏ từng chút bột vào thức ăn mà tích thành. Ông nói bao, ngoài nhị phu nhân ra còn có ai có cơ hội ra tay này hả? Có chuyện này thật sao? Cái này ta chính tai nghe bao đại dân suy đoán, không thể sai được. Lão gia, ta không hiểu cậu ấy nói cái gì hết á. Cục chị bột chị gì chứ? Ta không bao giờ giết người bằng cách kỳ lạ đó đâu. Ta không có mà. Bà còn giả bộ với ta sao? Nè, phụ thân bà là thợ mỏ, 12 tuổi mới xa nhà, làm sao bà không thể biết?
Phụ thân ta là thợ mỏ thì có liên quan gì tới chuyện này chứ? Dù cậu có muốn tìm một người chết thay cũng không được vu oan ta. Xem ra bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Bây giờ có khai hay không? Ta không có giết người mà. Cậu kêu ta khai cái gì chứ? Không khai có phải không? Vậy ta giết bà trước. Nè lão gia. Giáo quý. Nè, có gì từ từ nói. Tốt nhất ba khai thật đi. Có gì bà mới chết một cách không đau đớn được. Dừng tay. Tránh ra. Bây giờ ta đang giúp huynh. Đợi Như Hoa nhận tội rồi thì huynh lập được đại công. Muốn người ta nhận tội thì cũng phải có bằng chứng mới được. Không được uy hiếp lấy cung, càng không được đánh cho nhận tội. Không được. Chỉ cần người có mắt thì biết chắc Như Hoa là hung thủ rồi. Bây giờ chỉ đợi bà ấy cúi đầu nhận tội thôi. Nếu như huynh biết bà ấy là người đáng nghi nhất, tại sao không đợi Bao đại nhân xử lý, ngược lại lỗ mãng như vậy chứ? Ta không muốn kéo dài vụ này, nhất định phá án ngay hôm nay. Triển Mộ có chức trách trong người, nếu như huynh còn làm càn thì huynh đừng trách Triển Mộ không niềm tình, làm theo việc công. Huynh! Triển đại nhân, ta bị Vũ Hoàng đó mà bắt cậu ta đi. Im miệng đi. Bà có dám thề bà không giết Chu phu nhân không? Ta là người vô tội trong sạch, tại sao ta phải thề chứ? Nếu cậu dám đụng tới một sợi tóc của ta hả, thì ta tới chỗ Bao đại nhân kiện cậu, cậy thế hiếp người. Bà Tần Giáo Quý, có lời gì để đến trước mặt Bao đại nhân rồi nói đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mời. Tần Giáo Quý, vụ án Chu phu nhân là vụ án do bổn phủ phụ trách, hoàn toàn không có liên quan với phủ Dương gia. Vậy tại sao Tần Giáo Quý lại nhúng tay vào nôn nóng phá án vậy? Không lẽ Bao đại nhân không muốn sớm ngày phá án sao? Tất nhiên bổn phủ muốn sớm ngày phá được án rồi. Vậy là được rồi. Tất cả việc Hà Quan làm không phải vì tình riêng, chỉ đơn thuần muốn giúp Bao đại nhân sớm ngày tra ra hung thủ. Nếu Triển hộ vệ không ngăn cản, tin chắc Như Hoa bây giờ đã cúi đầu nhận tội từ lâu rồi. Tần Giáo Quý nói như vậy là sai rồi. Tất cả bằng chứng đang có hiện giờ đều là những lời suy đoán mà thôi. Thậm chí là không có cả nhân chứng vật chứng cho nạn nhân ăn bột chì. Chỉ dựa vào một tờ giấy khẩu cung do dọa ép mà ra thì tùy tiện định tội. Vậy một khi Như Hoa kêu oan thì sao làm cho bá tánh tin phục đây? Khởi bẩm đại nhân, chúng thuộc hạ mời Dương gia tới. Tham kiến Dương gia. Miễn lễ. Bao đại nhân, về việc Chí Cương lỗ mãn, bổn Dương đã nghe nói rồi. Đó là bổn Dương quản lý không nghiêm, cho nên mới gây ra chuyện ngày hôm nay. Thật là đáng hổ thẹn. Dương gia khách sáo quá rồi. Hôm nay vì bất đắc dĩ mới phiền Dương gia tới phủ một chuyến, kính mong Dương gia tha lỗi cho. Chí Cương, con xuất thân là quân ngũ, không biết chút gì về việc điều tra án, sao cứ cố nhúng tay vào can thiệp làm hỏng việc của Bao đại nhân vậy? Thưa nghĩa phụ, con sợ vụ án này tiếp tục kéo dài thêm nữa, mãi mãi không có ngày phá án. Không được vô lễ. Bao đại nhân anh minh nhìn xa như vậy, ta tin là sẽ mau chóng phá được án thôi, con không cần phải can thiệp vào nữa. Chí Cương đã biết lỗi. Lần này mong Bao đại nhân lượng thứ nhiều hơn. Ta sẽ yêu cầu Chí Cương không được can thiệp nhiều với vụ án của Bao đại nhân. Đa tạ Dương gia. Nhưng mà Chí Cương là một thanh niên nhiệt huyết, ta tin rằng những gì cậu ấy làm tất cả đều xuất phát từ thiện ý. Bổn phủ cũng tin rằng Tần Giáo Quý làm vậy là xuất phát từ thiện ý. Nhưng mà vụ án này tiến triển đến nay, bây giờ đang là lúc quan trọng nhất. Tần Giáo Quý làm vậy đã phạm đại kỷ bức dây động rừng. Bây giờ nghi phạm đã có sự đề phòng rồi, chỉ sợ bằng chứng phạm tội càng khó điều tra ra hơn. Coi ra Chí Cương phạm lỗi nghiêm trọng thật rồi. Bốn Dương cũng không quấy rầy Bao đại nhân tra án nữa, tin rằng có Công Tôn tiên sinh và Triển hộ vệ giúp đỡ, vụ án này nhất định sẽ sớm ngày được phơi bày ra ánh sáng. Bổn Dương xin cáo từ. Đa tạ Dương gia. Dương Triều Mã Hán. Có. Tiễn Dương gia. Dạ.
Tất cả tâm huyết điều tra được bị huynh ấy làm hỏng hết rồi, vậy mà còn ra vẻ tự cho mình là đúng. Chuyện đã như vậy rồi, nói nhiều vô ích. Công tôn tiên sinh cảm thấy thế nào? Đại nhân, tháo chuông cần là người buộc chuông. Trong tình trạng không có nhân chứng và cả vật chứng, chỉ có thể tìm bằng chứng từ trên người của Như Hoa. Không đơn giản như vậy đâu. Bà ta biết trong tay chúng ta không có bằng chứng, nên bây giờ bà ấy không sợ gì cả, có chết cũng không chịu nhận tội. Ta hiểu chứ. Cho nên nếu muốn ép hung thủ lộ mặt thật, chúng ta chỉ có thể làm cách khác. Làm cách khác à? Đúng, chúng ta phải làm cách khác. Lão gia, Triển đại nhân cũng về lâu rồi, sao ông còn đi qua đi lại không nói câu nào vậy? Ông làm ta lo quá. Lão gia, nè, ông uống trà đi ha. Lão gia, ông... Bà nói, có phải bà hại chết phu nhân không? Hả? Ông đừng có ngậm máu phun người. Buông ra, ông buông tay ra. Ta không ngậm máu phun người. Ta suy đi nghĩ lại, sau đó sâu chuỗi tất cả những lời họ nói lại với nhau. Năm đó, từ đầu tới cuối là bà hầu hạ đại phu nhân dùng đồ chay. Ngoài bà ra, còn có ai có thể bỏ bột chì vào trong cơm của bà ấy? Lạ à nha, sao ta biết là ai làm chứ? Ta đều là vì lão gia, cho nên mới toàn tâm toàn ý đi chăm sóc đại tỷ. Vậy mà bây giờ ông đứng đây trách ngược ta, ông đúng là vô lương tâm quá. Có thật là không phải bà hại chết bà ấy không? Không phải ta thật mà. Được, được. Vậy bà theo ta tới trước linh vị bà ấy, quỳ xuống thề đi. Lão gia, ông đúng là người vô lương tâm. Ta hầu hạ ông mười mấy năm trời, chỉ vì người ta du quan mấy câu mà ông khăng khăng nói ta hại chết đại tỷ. Ông đúng là vô lương tâm. Được, nếu như người khác du quan bà, vậy thì bây giờ trước linh vị bà ấy, bà thề mau lên. Ông cứ ta thề thì ta thề, sợ gì mà không thề. Ái thề chu thị chi linh vị, ta trong sạch vô tội, sao ta phải thề chứ? Không, nếu như bà muốn ta tin tưởng bà thì bà nhất định phải thề. Trời ơi, đại tỷ ơi, sao mà tỷ ra đi sớm như vậy chứ? Ta luôn đối xử tốt với tỷ như ruột thịt vậy, bây giờ lão gia lại nói là ta hại tỷ, phận nữ yếu đuối như ta sao có thể làm ra mấy chuyện mất hết tính người này được? Không, ta không cho bà khóc lóc ỉ ôi như vậy coi như xong chuyện. Nếu như bà không có thật giật mình thì tại sao bà lại không dám thề vậy hả? Ta khi không, ta bị du quan như vậy, ta không nuốt trong cục tức này, ta không thề gì hết. Để coi ông làm gì ta. Nếu như bà không dám thề thì ta tới trước mặt Bao đại nhân nói rõ chuyện này. Ông có thể nói gì đây? Ta... Ông có thấy ta bỏ bột chì vào trong đồ chay hay không? Hay là ông tận mắt nhìn thấy ta giấu cả đống bột chì? Ông có bằng chứng gì mà dám nói ta hại chết đại tỷ? Ta đúng là ta không nhìn thấy gì, nhưng mà ta vẫn sẽ tới trước mặt Bao đại nhân để kiện bà. Ta tin chắc với tài năng của Bao đại nhân, nhất định có thể điều tra sáng tỏ mọi việc. Lão gia, Dư Hoa phu nhân. Quan gia. Quan gia. Dư Hoa phu nhân, lão gia nhà bà đâu rồi? Lão gia nhà ta không có đến chỗ Bao đại nhân sao? Là Bao đại nhân lệnh hai người bọn ta tới đây mời chú lão gia và phu nhân.
Vậy thì chú lão gia làm sao có ở dịch quán được chứ? Lão gia không đến chỗ Bao đại nhân hả? Sao lạ vậy? Không biết ông ấy đi đâu nữa. Như Hoa phu nhân à, tại sao bà cầm theo hành lý vậy? Không có gì, không có gì. Bây giờ ta đi tìm lão gia đi. Lão gia, ông có sao không lão gia? Lão gia về rồi. Lão gia, sao mà ông uống say quá vậy nè? Ta thấy bực bội, bà mà kệ ta đi. Lão gia, ta muốn uống nữa. Lão gia, rượu cho ta một lần. Ông say tới mức này rồi, làm sao mà đi gặp Bao đại nhân được đây chứ? Các người mau dìu lão gia về phòng nghỉ ngơi đi, để cho tỉnh rượu. Lấy rượu đi, lấy rượu tiếp đi. Ta muốn uống nữa. Ta muốn uống tiếp. Không biết Bao đại nhân mà bọn ta qua đó có chuyện gì quan trọng không? À, vụ án của Chu phu nhân hình như có chuyển biến rồi, cho nên Bao đại nhân muốn gặp hai vị gấp. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Dịch quán Bảo Lai. Thảo dân, dân khấu kiến, khấu kiến Bao đại nhân. Mời hai vị đứng lên. Đa tạ đại nhân. Nửa đêm mời hai vị tới đây là vì vụ án của Chu phu nhân chuyển sang ngã rẽ mới, tình hình vụ án thay đổi đột ngột, đã có bước đột phá quan trọng vô cùng. Vì Như Hoa phu nhân là người gần kề với sinh hoạt ăn uống của Chu phu nhân, cho nên theo suy đoán thường tình, vẫn là Như Hoa phu nhân là người đáng nghi nhất. Đại nhân, quan cho ta quá, dân phụ vô tội mà. Ngươi đừng nôn nóng. Ban đầu vốn cho rằng Như Hoa phu nhân là nghi phạm, nhưng mà hôm nay có người cáo mật nói Chu phu nhân từng gây thù chuốc oán với hàng xóm Quách Ngô thị. Quách Ngô thị từng nói muốn bà ấy chết không yên thân. Đúng vậy, đúng thật là có chuyện này. Sau khi bọn ta tra tìm, đã tìm được người rơm bị kim đâm ở ngay trong phòng của Quách Ngô thị. Trên đó có ghi tên của Chu phu nhân và còn có bùa chú, tiếp là những đồ vật trùng độc khác. Theo phân tích, Chu phu nhân trúng phải cổ chì của bà ấy, cho nên thấy đau bụng dữ dội dẫn đến tử vong. Ở trên đời này có cổ chì thật sao? Quách Ngô thị một mực phủ nhận, nhưng mà vì có đầy đủ nhân chứng vật chứng, tin rằng sau khi gặn hỏi nghiêm khắc, bà ấy nhất định sẽ nói sự thật. Ta thật không ngờ lại là bà ta hạ độc thủ, đang hận qua đi. Bao đại nhân, xin đại nhân nhất định phải giải oan trả thù cho Thảo Dân. Chu lão gia cứ yên tâm, có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, mặc cho hung thủ xảo quyệt đến đâu đi nữa, rồi cũng sẽ có một ngày sự thật sẽ được sáng tỏ. Ta nói người nghe, người phải chú ý tới việc này, hả? Tuyệt đối đừng để cho người khác biết. Người biết không? Vì thôi, ngươi đi làm việc đi. Dạ đó. Khoan, đợi chút. Ngươi cầm lấy chút ngân lượng này, ha, tới khách điếm thuê cho ta một căn phòng sạch sẽ. Đợi cô nương đó tới rồi thì cho cô ấy vào ở, ha. Dạ lão gia. Phải rồi, phải tìm cho ta một cô nương nào có bàn tọa tròn tròn, dễ sinh tiểu tử, ha. Tuyệt đối không được để cho nhị phu nhân biết chuyện này. Thành thân mười mấy năm, bà ấy không sinh cho ta mụn con nào hết. Lão gia không sợ nhị phu nhân biết rồi sẽ nổi giận hay sao? Sợ? Đúng là ta có chút sợ, nhưng mà ta cũng không thể gánh vác tội danh để Chu gia tuyệt hậu, có đúng không? Người nói đi, sản nghiệp ta lớn như vậy, nếu không có con nói dối thì sản nghiệp lớn như vậy lời cho người khác quá còn gì. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để nhị phu nhân biết chuyện này. Đợi sau này có giống thật rồi thì ẵm con trai về đây. Bà ấy tức giận tới mấy cũng vô ích thôi. Nè, người làm tốt chuyện này á, lão gia trọng thưởng. À, tạ lão gia. Đi làm việc đi. À dạ. Huyện Bảo Lai. Ngươi đứng lại đó. Cô là... thì ra là tiểu quận chúa. Không sai, chính là ta đây.
Tiểu quận chúa, sao cô lại đến đây một mình vậy? Ta hỏi ngươi, Chí Cưng ca ca có thù gì với ngươi? Sao ngươi lại hại huynh ấy chứ? Ta không có. Còn nói không có nữa. Rõ ràng chính ngươi mời phụ thân ta tới đây, hại Chí Cưng ca ca bị trách một trận. Còn không phải do ngươi hại thì là gì? Tiểu quận chúa hiểu lầm rồi. Ta và Tần giáo quý không có ân oán cá nhân, mời Dương gia đến phủ cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Ta không nghe ngươi giải thích đâu. Ta muốn lấy lại công bằng cho Chí Cưng ca ca của ta. Không biết tiểu quận chúa muốn lấy lại công bằng như thế nào? Ta phải đánh ngươi. Tiểu quận chúa, nếu như mà đánh người có thể lấy lại công bằng, do võ công của Tần giáo quý đối phó một thư sinh như ta thì dễ như trở bàn tay, nên đâu cần cô phải ra tay lấy lại công bằng cho cậu ấy, đúng không? Huống chi ngoài này người qua kẻ lại, tiểu quận chúa đánh người ngoài đường, chuyện này đồn đi xa, vậy không những ảnh hưởng thân phận của cô mà còn làm mất mặt Dương gia nữa. Cô nói có đúng vậy không? Nhà ngươi quả nhiên là miệng mồm lanh lợi thật. Hèn gì mà Chí Cưng ca ca không thể làm gì được ngươi hết. Tiểu quận chúa hiền lành rộng lượng, đừng so đo với một bá tánh như ta. Đừng tưởng nói mấy câu dễ nghe là ta sẽ tha cho ngươi nha. Nè, tiểu quận chúa, cuốn sách đó phải trả người ta, cô không được lấy. Tiểu quận chúa, đây là cuốn sách của cô nhân, mong cô hãy trả lại. Đây là sách của ông ngoại sao? Sao con chưa đọc qua bao giờ vậy? Y Dược Kỳ Văn Lục. Mẹ ơi, trong này viết những gì vậy? Tiểu quận chúa, tiểu quận chúa, ta xin cô đó, trả cho ta được không? Muốn trả thì trả thôi, ai mà thèm đâu. Đa tạ tiểu quận chúa. Tại phim TV. Ta xin lỗi, để muội đợi lâu. Ta cũng mới đến thôi. Chỉ là chúng ta thật không nên gặp nhau nữa. Ta hiểu. Nhưng mà trước khi rời khỏi đây, ta vẫn hy vọng có thể gặp muội một lần, cho nên mới nhờ đại sư huynh hẹn muội gặp ta. Huynh sắp đi sao? Vụ án của Chu phu nhân kết án rồi sao? Vẫn chưa kết án, nhưng mà hung thủ sắp lộ rõ bộ mặt rồi, chỉ là vấn đề thời gian. Chúc mừng huynh, có thể giải được nỗi oan của 16 năm trước, cũng coi như không uổng chuyến đi này. Mười sáu năm sau, thanh xuân không còn nữa, mọi thứ đã thay đổi. Cho dù điều tra ra sự thật, cũng không cứu vãn được tất cả những gì ta mất năm đó. Làm gì có mừng trong này? Chuyện cũ đã trôi qua, đừng canh cánh trong lòng nữa. Làm như vậy đều không tốt cho bất kỳ ai. Đúng, muội nói không sai. Ta nên nhìn về phía trước. Hôm nay e là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Khi huynh rời khỏi đây, ta không thể nào tiễn huynh đi. Huynh nhớ phải bảo trọng. Ta biết rồi. Đã tạ những gì muội làm cho ta trong thời gian này. Nếu lần này không có muội nhắc nhở ta, cho đến giờ có lẽ ta cũng không lần ra dấu vết, càng khỏi phải nói giải đáp tất cả nghi vấn trong vụ án này. Năm xưa ta không giúp được gì, thì lần này có thể giúp được huynh, cũng coi như bớt phần nào nuối tiếc. Huynh, đây là sách của sư phụ, tất nhiên vật trả cho chủ cũ. Phụ thân ta luôn xem huynh là truyền nhân của người. Đây là sách người đã gầy công cực khổ ghi chép lại, ta nên giao nó cho huynh. Ta đã phụ lòng cực khổ của sư phụ, ta đã để lại tất cả trí nhớ của ta ở nơi này rồi, ta không nên đem đi bất cứ một thứ nào. Mong muội hãy nhận lấy. Nhưng đây là... Xin muội đừng để ta có bất kỳ lưu luyến gì nữa.
Bình tĩnh đi. Nè, quận chúa, cô đừng manh động có được không vậy? Huynh rõ ràng cái mẫu thân ta gặp gỡ người đàn ông khác mà. Sao huynh còn kéo ta ra đây? Thật ra huynh có ý đồ gì hả? Ta đã hết cách rồi. Với cái tính bồng bột này của muội, nếu như ta không kéo muội đi, sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng thì nghiêm trọng, mẫu thân làm chuyện có lỗi với phụ thân ta. Không lẽ huynh kêu ta có như không biết gì sao? Ta không có ý này. Huynh không phải là ý này. Vậy thì huynh có ý gì hả? Dù sao đây cũng không phải là chuyện của huynh, nên tất nhiên là huynh bình tĩnh rồi. Huynh có biết là tại đất đau khổ không? Ta tất nhiên là biết rồi. Ta xem nghĩa phụ nghĩa mẫu giống như là cha mẹ ruột của ta vậy. Bây giờ xảy ra chuyện này, trong lòng của ta chỉ cảm thấy đau khổ hơn chứ không thua gì muội hết. Mấy lần ta thấy họ gặp nhau, ta gần như giận đến muốn giết chết họ, nhưng mà ta không thể làm vậy. Ta chỉ có thể kìm nén nỗi tức giận này, một mình chịu đựng cảm giác đau khổ này thôi. Huynh nói cái gì chứ? Mẫu thân và ông ta không phải gặp nhau lần đầu sao? Tại sao huynh không nói cho ta biết? Sao huynh lại giấu ta chứ? Có phải là huynh bị họ mua chuộc được không? Ta không có. Ta không có bị ai mua chuộc. Muội hãy nghe ta nói đi mà. Ta không muốn nghe nữa. Huynh đã gạt ta và phụ thân của ta. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ta hận huynh. Ta hận huynh. Ta hận huynh. Muội cứ đánh ta đi. Ta hận huynh. Nếu như muội đánh ta, có thể trút hết nỗi đau khổ và thù hằn ở trong lòng của muội, thì muội cứ đánh tiếp đi. Ta biết hết. Ta biết muội không thể nào chấp nhận sự thật này. Nhưng mà bây giờ, ngoài việc chúng ta đợi công tôn đó rời khỏi đây ra, chúng ta còn có thể biết làm cái gì? Sao lại không được chứ? Huynh có thể nói sớm ta biết chuyện họ gặp riêng với nhau mà. Nói cho muội biết thì sao chứ? Ta để biết phụ thân của ta. Sau đó thì sao? Tình cảm của nghĩa phụ nghĩa mẫu sâu đậm như vậy, muội cũng biết điều đó mà. Nếu như để nghĩa phụ biết được nghĩa mẫu ra ngoài đi gặp một người đàn ông khác, người sẽ nghĩ như thế nào đây? Không lẽ muội nhẫn tâm để nghĩa phụ buồn bã đau lòng hay sao? Hơn nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì thì nghĩa mẫu vẫn là mẹ ruột của muội mà. Một khi làm lớn chuyện này lên, muội nói người phải sống làm sao đây? Muội nói người làm sao sống trong Dương phủ đi. Hậu quả này nghiêm trọng tới đâu, ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa. Không lẽ chúng ta không có cách gì thật sao? Ta đã từng thử rất nhiều cách để ngăn cản họ gặp nhau, nhưng mà họ vẫn gặp nhau như thường. Vì Dương gia, vì phủ Dương gia, ta nhất định phải đợi công tôn đó rời khỏi đây. Muội phải hứa với ta, tuyệt đối không được để nghĩa phụ biết chuyện này. Ta sợ bản thân mình không thể kiềm chế được. Không được. Chuyện gì muội cũng có thể bướng bỉnh, nhưng chuyện này không được. Muội đừng quên nghĩa phụ tốt với muội như thế nào. Muội không thể hủy hoại người cha đã xem muội như báu vật nâng niu trong tay của mình. Ta không làm được. Ta không làm được. Không mà. Được. Muội nhất định phải làm được. Hãy hứa với ta đi. Được rồi, ta hứa với huynh. Nhưng mà nếu như ông ta dẫn mẫu thân đi, vậy phải làm sao? Không có được. Bảo vệ phủ Dương gia là trách nhiệm của ta. Nếu như sau này ông ta dám làm như vậy, dẫn nghĩa mẫu đi, ta nhất định sẽ giết ông ta. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Dương gia, sức khỏe của ngài không được tốt. Đại phu dặn ngài phải ở trong phủ nghỉ ngơi nhiều hơn. À,
Dương gia, ngài không tin thiếp sao? À, không có chuyện đó. Thiện phòng có nấu chè tuyết nhĩ hạt sen cho nàng chắc nguôi rồi. Ta kêu người hâm nóng lại nghe. Dương gia. Có chuyện gì? Mấy hôm nay thiếp ra ngoài hết mấy lần là bởi vì một tâm sự nhiều năm trước của thiếp. Tuy thiếp không nói lời nào với ngài, nhưng mà thiếp lấy mạng mình ra đảm bảo, thiếp tuyệt đối không ở phía sau ngài làm ra những chuyện gì mờ ám. Nàng có nói mấy câu này với ta rồi, trong lòng ta hiểu mà. Đó là Dương gia chu đáo nên đã không truy hỏi thiếp đi đâu. Nhưng mà thiếp không được làm quá. Thiếp cũng hy vọng có thể làm Dương gia cảm thấy yên lòng hơn. Nàng có tấm lòng này thì ta thấy vui mừng lắm. Niềm tâm sự nhiều năm của thiếp hôm nay đã giải quyết rồi. Sau này thiếp mãi mãi ở lại bên cạnh Dương gia, tuyệt đối không xa ngài nữa. Thiếp sẽ hầu hạ Dương gia suốt đời, đền đáp tình nghĩa của Dương gia đối với thiếp. Nàng khờ quá. Mười mấy năm nay nàng không phải luôn ở bên cạnh hầu hạ ta sao? Đây là đền đáp ta đó. Nhưng người nên đền đáp là ta mới phải. Sau này nàng không được nói tình nghĩa với ta, đó chính là điều mà ta nên làm. Chu phủ. Phu nhân. Chào phu nhân. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Lão gia. Ăn cơm thôi. Thơm quá đi. Phu nhân cực thân cho bà. Chỉ cần lão gia thấy vui, ta sẽ làm cho lão gia ăn mỗi ngày. Nè, các ngươi làm gì vậy? Như Hoa, chú phu nhân bị mưu hại, bà chính là hung thủ. Bà có nhận tội không? Không phải là các người nói phu nhân kế bên nhà hại chết đại tỷ của ta sao? Sao bây giờ đổ tội cho ta nữa chứ? Lão gia, ông mau nói giúp ta đi, đừng để họ tùy tiện gán tội lên người ta. Công tôn tiên sinh có phải nói thật hay không? Bản thân bà tự biết rõ nhất mà. Lão gia, ông... Như Hoa, ta và phu nhân cũng tốt với bà lắm mà. Bà nói đi, tại sao bà hại chết bà ấy hả? Ta không có mà. Bà còn chối nữa sao? Bà lòi đuôi cáo của mình ra rồi, ta không tin bà không nhận tội. Các người, ông... Hôm đó sau khi cãi nhau xong với bà tưởng ta ra ngoài uống rượu sao? Bà lầm rồi. Hôm đó ta đúng là tới chỗ Bao đại nhân để kiện bà. Bao đại nhân, ta suy đi nghĩ lại, người có thể hại chết phu nhân ta đúng thật chỉ có Như Hoa thôi. Ta thật không ngờ người đàn bà này độc ác như vậy. Xin ngài nhất định phải xử tội bà ấy, nếu không trên thế gian này sẽ không còn thiên lý nữa. Mời Chu lão gia đứng lên, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. Đa tạ Bao đại nhân. Lời Chu lão gia vừa nói có phải là lời nói thật lòng? Mỗi câu của ta là thật lòng. Ta và phu nhân đã làm phu thê 20 mấy năm, cũng vì bà ấy không thể sinh con nên ta mới nạp thiếp về. Chỉ là Như Hoa cũng vậy, không thể sinh cho ta một mụn con nào. Có điều á, bọn ta cũng tốt với bà ấy mà. Bà ấy không nên giết người như vậy. Mưu hại Chu phu nhân, đây là tội chém đầu. Chu lão gia nỡ xa bà ấy sao? Nếu đúng thật là bà ấy giết, bà ấy nên đền mạng cho phu nhân ta. Chúng tôi đã biết bà ấy là hung thủ, chỉ có điều là không có bằng chứng thôi. Công tôn tiên sinh, ông là người đa mưu túc trí, nhất định sẽ có cách nào đó tìm ra bằng chứng phạm tội mà.
đúng là có một cách, nhưng phải xem chú lão già có bằng lòng phối hợp không. Phối hợp? Đúng vậy. Bổn phủ và Công Tôn tiên sinh đã suy nghĩ rất lâu. Nếu như muốn Như Hoa lộ ra bộ mặt thật, không thể chối cãi, chỉ có một cách này thôi. Là cách gì? Để bà ấy dở lại trò cũ. Bây giờ ý của Bao đại nhân là... Chú lão gia, ông nói tại sao Như Hoa muốn hại chú phu nhân hả? Bà ấy nhất định không cam lòng làm một tiểu thiếp. Phu nhân ta chết rồi, bà ta có thể làm chính thê, có thể làm chủ nhà, không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa. Đúng vậy. Do đó nếu như chú lão gia có mới quên cũ, hay là Như Hoa vì muốn bảo vệ vinh hoa phú quý của mình, bà ta sẽ tiếp tục hạ độc thủ. Nhưng mà vụ án lần này nghiêm trọng như vậy, bà ấy còn dám giết người sao? Bổn phủ sẽ sắp xếp một nghi phạm khác nữa để giảm đi sự cảnh giác của Như Hoa. Chỉ là lần gặp mặt hôm nay tuyệt đối không được để Như Hoa biết. Nhưng mà bà ấy đã biết ta tới đây tìm Bao đại nhân rồi. Không sao, ông đi uống một chút rượu rồi giả bộ sai khước, cứ coi như là chưa từng đến chỗ này. Thì ra hôm đó ông uống sai khước đều là giả bộ hết. Bao đại nhân nói phụ nhân hàng xóm hạ cổ chị, hại chết đại tỷ, cũng là nói dối gạt người. Không sai. Tới cả việc ta lén ở bên ngoài thuê nhà muốn nạp tiểu thiếp về, cũng là cố tình nói cho bà nghe, để tạo cho bà một động cơ giết người thôi. Các người thông đồng với nhau, bày mưu tính kế để đối phó với người yếu đuối như ta. Các người đúng là quá bỉ ổi mà. Tôi đủ rồi. Bà ham lợi đen lòng, không biết ăn năn hối cải, ngược lại còn liên tiếp phạm sai lầm, coi mạng người như cỏ rác, bà còn lương tâm nữa không? Tuy Bao đại nhân đã đặt một cạm bẫy, nhưng nếu như bà biết hối lỗi, không dám tái phạm, thì cho dù đó là thiên la địa vọng cũng không làm được gì bà. Tiếc rằng lần này bà hết khôn lại đến dại, muốn tiếp tục giết người. Bây giờ chứng cứ rành rành, bà hết đường viện cớ chối cãi nữa rồi. Gì mà muốn tiếp tục giết người? Ta nghe không hiểu. Bà dùng lại phương pháp cũ, đem bột gì trộn vào cơm, với ý đồ sát hại chú lão già, bà còn dám chối à? Ta không có. Công Tôn tiên sinh, ta phát hiện miếng chì và bạc này dưới tủ bếp trong nhà bếp. Miếng chì đã được gọt đi một ít rồi. Bà gọt một ít bột chì, sau đó mài thành bột, tiếp theo bà trộn vào trong cơm trắng. Ta không có. Không biết ai để mấy thứ đó dưới tủ, không liên quan tới ta. Bà đừng chối cãi nữa. Nhìn đây, đống bột chì này được sàng lọc ra từ chén cơm trắng của chú lão già. Tuy bà mài rất nhuyễn, mắt thường không thấy được, nhưng mà sau khi đốt tan chảy, bột chì trong bột chén cơm có nhiều như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, không tới 3 tháng, chú lão già tự nhiên sẽ chết bất đắc kỳ tử. Không thể nào, lão già đã ăn hết chén cơm đó rồi mà. Không, bà sai rồi. Cơm bà nấu cho ta, ta không dám ăn hạt nào. Nhưng lúc bà không để ý, ta lén đánh tráo gói lại, sau đó đem tới huyện nha rồi. Bà còn gì để nói nữa không? Đó là các người muốn vu khống ta. Các người đã nhận định ta chính là hung thủ. Ai mà biết được bột chì này có phải là các người bỏ vô không? Bà vẫn không phục. Không phục? Vậy ta... Được. Vậy ta hỏi bà, chén cơm trắng này do chính tay bà do gạo nấu chín, vừa từ trong bếp bưng ra, không ai đụng vào đúng không? Đúng. Công Tôn tiên sinh, lập tức đem chén cơm này về kiểm tra, đốt cháy ra bột chì ở ngay trước mặt mọi người. Triển mổ phải xem lần này bà ấy có chịu nhận tội không. Đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Đại nhân. Liễu Như Hoa, bây giờ có đầy đủ nhân chứng vật chứng, ngươi còn gì để nói nữa không? Dân phụ biết lỗi rồi. Dân phụ không đành nhất thời hồ đồ vì muốn làm chính thê mà ra tay sát hại phu nhân. Bây giờ dân phụ đã hối hận rồi, mong Bao đại nhân tha thứ cho dân phụ vô tri, xử tội khoan dung. Im miệng. Hôm đó đến nay ngươi nhiều lần chối cãi không nhận, không hề có ý ra vẻ ăn năn hối cải. Nếu không phải có chứng cứ rành rành thì ngươi chịu nhận tội dễ dàng như vậy sao?
vụ án Chu phu nhân bị mưu sát, hôm nay sự thật đã được phơi bày. Dưới đường nghe phán, Liễu Như Hoa, ngươi thân là tiểu thiếp của Chu gia, không muốn cả nhà hòa thuận ấm êm, ngược lại vì muốn được làm chính thê, đã trộn bột trì xen lẫn vào trong cơm trắng để sát hại phu nhân Chu gia. Phạm nhân suy nghĩ tỉ mỉ, thủ đoạn lòng dạ ác độc khiến cho lòng người căm phẫn. Sau khi sát hại, ngươi vì che đậy tội ác của mình, cho nên lấy người khác làm kẻ chịu tội thay. Hành động xảo quyệt độc ác của ngươi đã là trời đất khó tha, làm cho mọi người phẫn nộ. Ý đồ của ngươi quả là bị ổi, đúng là tội không thể tha. Bổn phủ chiếu theo luật lệ Đại Tống phán ngươi tội chém đầu. Người đâu? Có. Giải bà ta vào đại lao, thu hậu xử trảm. Dạ. Bãi đường. Chu Minh Đức, liên quan tới vụ án Tôn phu nhân bị hại, bổn phủ xử như vậy, ngươi có hài lòng không? Đa tạ bao đại nhân, tiểu nhân cảm kích vô cùng. Công Tôn tiên sinh, tiểu nhân sai rồi. Năm xưa ông đã cố hết sức cứu phu nhân ta, ta không những không đa tạ ông, còn tin vào lời của Như Hoa, xém chút nữa giết sai người tốt rồi. Ta đúng là tội đáng muôn chết mà. Thôi bỏ đi, cũng qua 16 năm rồi, những tổn thương đó ta đã quên hết rồi. Không được, ông tha cho ta chỉ làm lương tâm ta thấy day dứt. Ông để ta bù đắp cho ông được không? Bù đắp à? Ông muốn bù đắp như thế nào đây? Ông muốn bù đắp bằng tiền phải không? Ông tưởng là chỉ có tiền có thể mua lại được thời gian 16 năm của ta sao? Ông tưởng chỉ cần có tiền có thể mua lại được tất cả những thứ ta đã mất trong 16 năm qua? Không phải vậy đâu. Không. Hay là ông muốn ngồi tù, bù đắp lại nỗi day dứt và bất an trong lòng ông? Ông tưởng chỉ cần ngồi tù thì có thể xóa mất nỗi đau và oán hận của ta sao? Ta cho ông biết, không được đâu. Dấu ân đó in sâu trong tim ta, mãi mãi cũng không thể xóa được. Công Tôn tiên sinh, xin lỗi đại nhân, học trò thất lễ. Xem ra vụ án này nó đã làm tổn thương Công Tôn tiên sinh quá sâu rồi. Trong lòng học trò đúng là thấy hơi oán hận, không nhắc cũng được. Chu lão gia, ông về đi. Bây giờ cho dù ông có nói gì, làm gì đi nữa cũng không cứu vãn được đâu. Nó chỉ để lại tổn thương mà thôi. Ngươi về đi. Dạ. Đa tạ bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh rộng lòng độ lượng. Tiểu nhân cáo lui. Vụ án đã được kết thúc, không lâu nữa chúng ta sẽ phải rời khỏi huyện Bảo Lai. Công Tôn tiên sinh là người không vướng bận, nếu như trong lòng ông có oán hận gì, hãy buông bỏ ở đây, đừng để trong lòng nữa. Phim được học trò biết rồi.